Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay là chủ nhật cuối tuần, em Lợi xin kính chúc toàn thể anh chị em cùng các bạn trong YouTube của em 20.000 khán giả thân thương nhé. Kính chúc toàn thể mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và hôm nay em Lợi lại tiếp tục review đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc xe khẳng định là từ trước đến giờ em mua chưa có chiếc xe nào nó mới như thế này. Một cái chiếc xe sản xuất năm 2021 sau gọi là gần 3 năm sử dụng mà chạy đúng 1.9 cây số Odeo Zin và bác chủ chỉ để đắp chiếu, đắp mền, không có sử dụng nhiều và toàn bộ xe gọi như là hết lốt đa thôi và còn Zin bảo hành trên hàng Ford nhá. Anh chị em có thể check em tại sao em chưa tháo biển ra, em để cho các bác check cái biển số này theo hãng Ford. Và audio của chiếc xe là nguyên bản, lốp nguyên một dàn theo xe. Đấy, xe cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin và sơn zin cả xe. Khẳng định là chất xe cực kỳ mới và đẹp. Để mà tìm một cái chiếc xe đẹp như thế này thì em Lợi nghĩ là rất chi là ít và khó đây. Đấy, toàn bộ đồng sơn này, căng đép và các cái đường chỉ sườn của xe nó căng, mọng và đẹp, đồng tôn vỏ cực kỳ mới nhá. Đấy, tất cả lốp này 1.9 này, rất là đẹp nhá. Gọi là 19.000 cây đây. 19.000 cây đây quý chị này. Xe thì được bác chủ lắp thêm nắp thùng thấp này và các cái phần cản sau của chiếc xe rất là đẹp nhá. Đây, cam lùi này, màn hình đầy đủ, lốp sơ cua chưa chạm đất. Đấy, khung gầm này, xanh lét luôn và toàn bộ sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Cổ bô của chiếc xe khá là sáng nhá. Sau 2 hôm nữa em Lợi cho dọn vệ sinh. Em đây là quay mộc luôn cho quý chị nhá. Tất cả đèn pha, đèn hậu và đèn xin nhan đến cốp cánh cửa đều là nguyên zin, không có tháo lắp và không bị thay thế. Anh chị em không tin có thể mang ra hãng hoặc là mượn đơn vị thứ ba đến check test kiểm tra. Nếu phát hiện ra sai so với quảng cáo, so với video em quay, em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhá. Đấy, các bác có thể check cái cây số hoặc là check cái phần thân vỏ máy số toàn bộ thoải mái. Đấy, bao test toàn quốc. Và với cái chiếc xe đời 2020 này thì 2021 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đấy, từ các cái phần bậc lên xuống này, kính lái, kính bên phụ đều không rạn nứt và đều được dán phím cách nhiệt và khe hở cánh cửa rất là đều. Bậc lên xuống rất đẹp, lốp 5 quả đều như nhau. Đấy, toàn bộ các cái mặt đèn pha này và cabo là sơn zin, mặt ca lăng, đèn pha, đèn gầm hai bên này đều nhau nhá. Những chiếc xe mà đời 2021 thì có cả xe nhập và xe trong nước. Chiếc xe này là xe nhập, đấy, nhập nguyên chiếc nên là thân vỏ rất là dày. Và anh em nào quan tâm đến cái chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái giá là 515 triệu nhá. Đây, em quay cái bướng gầm cho quý anh chị xem này. Bướng rất là đẹp nhá, không có chảy xước gì, chỉ bám bụi thôi. Sau 2 hôm nữa thì em Lợi sẽ cho dọn vệ sinh. Nó khá là đẹp đây. Vâng, sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhá. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Đây, toàn bộ các cái phần táp ly cột kèo của chiếc xe này, bao zin cho quý anh chị nhá. Xe được bên trong bác chủ trang bị nội thất ghế da xịn sò và đẹp. Đấy, tất cả các cái phần bậc lên xuống của Ranger sáng rực và đẹp này. Táp ly cánh cửa rất mới và chỉ nguyên zin. Đấy, xe bên em Lợi vừa lấy về quay mộc cho quý chị nhá. Ốc khóa bản lề này đều rất là đẹp nhá. Toàn bộ các cái phần ghế phía sau còn căng và mới thế này đây. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đấy, ni lông phía trước của chiếc bóc này. Vô lăng cổ số của chiếc xe đây. Đấy, bóng khí là nguyên zin. Cam kết với quý chị đây là cái chiếc xe đẹp xuất sắc, xe chạy đúng 1.9, lốp theo xe nguyên một dàn, sơ cua chưa chạm đất, toàn bộ xe chuẩn chỉ cây số. Anh em có thể mang ra hãng hoặc mượn thợ đến check test, nếu phát hiện ra sai cây số em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Đây, ốc cột này zin hết nhé. Đây em quay mộc mà lúc đang còn nắm bám bụi đất nhé. Đấy, bóng khí nguyên bản này, củ số này, quý anh chị nhìn củ số nó mới không? Đấy, rất chi là mới nhé. Vô lăng tay lái trợ lực điện rồi, cam hành trình, màn hình này.
Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc và em Lợi thích nhất là mua những chiếc xe xuất sắc về phục vụ quý chị như chiếc xe này. Đây, toàn bộ các cái phần ốc này đến sàn thùng này, đấy, sơn đánh dấu 7 màu của còn nguyên và xe đúng là chạy hết lốp đa thôi, đúng câu là chạy hết lốp đa thôi nhé quý chị nhé. Đấy, lốp lắp đắt theo xe hết và giày bịch luôn. Đấy, khung gầm xót xi này rất là đẹp nhá. Đấy, chỉ bám bụi đất thôi. Đấy, xe rộn qua nước lã quay luôn cho quý anh chị. Bác nào mà biết xem xe mộc thì cái chất xe này cực kỳ đẹp và sở hữu được cái tâm tư tình cảm em muốn đưa lên một cái xe xuất sắc cho quý anh chị nhá. Đây, trần này. Đấy, sàn trải da này và các cái phần tay áp ly nhựa, cánh cửa vô lăng đến tỉ tay, phanh tay này rất là đẹp và mới nhá. Nhìn cái vô lăng nó thích thật. Toàn bộ xe bao zin bao đẹp. Đây, các cái phần chỉ cánh cửa đây bác này. Đấy, anh chị em xem Ford mà toàn bộ đều 2021 kính zin hết 100%. Đấy, đây là những chiếc cuối cùng của chiếc xe Ford Ranger nhập. Đấy, đây đồng hồ của chiếc xe là 19.758 km nhá, zin 100%, size tặng xe luôn. Và anh em cần nhu cầu tặng tiền, tặng xe em sẵn sàng ok. Tự tin vào cái sản phẩm của mình và em bán. Cam kết bằng văn bản, cam kết bằng video cho quý anh chị nhé. Đấy. Đây, toàn bộ các cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Từ ốc cabo này, đến tai đầu rằng này. Ngay cả cái ốc của cái bình ắc quy đây này. Quý anh chị nhìn thấy còn sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên nhé. Và toàn bộ các cái đầu rằng này, sơn rất là đẹp. Đấy. Sơn đánh dấu 7 màu, tem mác đầy đủ hết và xe cam kết không có đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin, nhựa rất sáng này và cabo hai bên này nguyên zin nhá, chỉ mép này đều rất là đẹp. Đến cái gioăng cái lớp chống ồn của chiếc xe này, đến cổ bô của xả nó còn sáng và sơn vạch của trong cái cổ bô nó còn chưa mất đây này. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái máy phát này, nhìn cái sơn này mà nó còn sáng và đẹp như thế này. Tem mác đầy đủ hết nhá. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị xem nhá. Vâng, còn đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nha quý anh chị, nghe cái tiếng động cơ này, máy chạy rất là êm thiết luôn, như ru bú luôn. Đấy, còn một động cơ máy dầu xe nhập, cũng động cơ là máy dầu 2.2. Đấy, bác chủ không đi còn mặn nhện nó còn bám ở đây này. Đấy, bác chủ xe là mắc cái bệnh lười đi. Sơn này rất đẹp và xe này mà dọn lên thì rực lắm quý vị. Cabo của chiếc xe này, cabo là zin 100%. Đèn pha mặt rằng đầu cabo sơn zin hết nhá. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger, sản xuất năm 2021, số sàn một cầu XLF màu xanh Kawasaki, tên tư nhân biển Thanh Hóa, một chủ từ mới. Xe chạy zin 1.9, sơn zin cả con và toàn bộ xe pháp lý đầy đủ, bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Giá bên em đang công khai chào bán là 510 triệu một chiếc xe mà xuất sắc đây. Bác nào mà thích xe chất, xe đẹp thì đừng bỏ qua video này nhé. Em Lợi xin kính chúc toàn thể anh chị em có một ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình. Và em Lợi xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.